cũng có thấy một người đi dò này cả nhà. Tội lắm cả nhà. Dạ Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc đi trên cái đoạn đường thì gặp cái ông anh trai này thì kỳ lạ lắm nha cả nhà. Là nhảy có một giò nè cả nhà. Đi bán có một giò một thì nhảy đi bán rất là xa. Chỉ một giò thôi. Đây nè cả nhà. Dạ thì mời cả nhà để hỏi trò chuyện với anh này nghe cả nhà. Thì dạ thưa xin chào cả nhà. Thì bữa nay Thanh Trúc có đi trên cái đoạn đường cũng tình cờ gặp cái anh trai. Thì anh trai đây thì có một giò cả nhà. Thì ảnh không có dùng tó gì hết. Ảnh chỉ đi bán kiến thiết, ảnh nhảy không à. Theo anh trai anh nhảy gì đó là đuối mỗi giò không anh? Hả? Không à. Anh nhảy một ngày mười mấy cây không? Dữ à. Nói chung là cũng một cái điều kỳ lạ cả nhà. Đây nè, anh ở đây là một giò, có một giò anh đi bán kiến thiết mà không biết nhà anh ở đâu. Thì Thanh Trúc cũng tình cờ thôi. Anh có vợ con không anh? Sống mình hay gì? Sống mình. Anh đây hiền lắm nha cả nhà. À, em xin ảnh quay ảnh đi bán kiến thiết nè cả nhà. Gặp anh này nhớ ủng hộ cho anh này nghe cả nhà. Đây nè giò của anh. Cái giò anh hồi lần bị tai nạn hay gì anh? Té xe. Té xe à? Té xe rồi là bị cưa hả? Tháo cốp. Tháo cốp. Giờ mình đi bán là mình nhảy không? Không. Lạ hơn tay hả anh? Mở xe mở bán. Dạ. Có sao anh không dùng xe lăn nè? Ủa xe đạp điện rồi đó, xe ba bánh đó. Ba bánh
bán dạ bán không được còn đi tó không được nữa mà anh dò giả đó giả đi cũng đau 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 dò anh hả có cũng có đi rồi hả gì mà theo anh đi một dò như vậy nè với cái nạn đó thì theo cái nào khỏe hơn giờ cái nào cũng đi mà giờ đi ngược mà cái nạn ở ngoài hơn dạ cái nào cũng vậy hả mà theo đi dò này nó khỏe hơn nha anh ngày theo anh nhảy cái tầm mười mấy cây 20 cây là bình thường hả anh ồ cũng đều hay nha cả nhà thì anh ở đây nhảy là nói chung là đi bán mỗi ngày anh đi trên đoạn đường này nè tình cờ Thanh Trúc gặp thôi anh bán ngày cũng 300-400 mà không có vợ con gì hết anh điều kỳ lạ nha cả nhà. Như này cả nhà. Anh này nhảy con giò một cả nhà ơi. Còn cũng cơ bản vài chục tấm có nước không coi chừng vô nước anh. Nước không? Nước thì chết luôn à. Hư rồi đó anh ạ à. Anh còn cha mẹ không? Không luôn hả? Mất luôn anh? Còn mẹ. Còn mẹ. Mẹ mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi? 51 tuổi. 51 cũng tuổi già hả anh? Anh lo hay sao? Anh lo cho mẹ hả? Đi bán kiến thiết mỗi ngày thì không có vợ con gì hết. Chỉ có một người mẹ. Và anh đây thì đi có một giò nha cả nhà nhảy thôi mà đặc biệt là mang giày giày kêu bằng gì ta giày để bảo hộ nữa nè giữ luôn giày này nó nặng lắm đó anh mà theo mà sao anh không đi giày kia cho mà giày này nó nặng á giày bảo hộ nó nặng á chắc hơn mà nhảy nó nặng không anh mới đầu nhảy đau chân lắm hả mới đầu nhảy là theo mà thường thường nó nhảy đâu có nổi đâu giày này là chống chống gớt đâu đó cái mỏ sắt kêu giống giày mà của hình sự á dữ dằn á cái một cái lưng dạ